Chào các bác nhá. Em lại giới thiệu tiếp một cái máy cạo râu cực VIP Panasonic ES-LA54. Máy màu đỏ. Các cái phần nhựa này màu đỏ này. Phần màu đen này là phần bằng cao su nhé các bác nhé. Cao su sần nên là khi mình cầm nó rất là bám tay. Con này cực đẹp luôn, còn cả sách hướng dụng này. ES-LA54 của Panasonic. Đó. Chiếc này máy này thì nó có một cái túi đựng bằng vải nhung. Đó. Cái này thì không còn hộp nhé. Đây là cục sạc. Sạc của nó thì các bác cắm điện cho em là được từ 100 cho tới 240V này. Thì các bác cắm 220V ở nhà thoải mái. Một cái chổi vệ sinh máy, một lọ dầu tra máy này. Đó. Đây nhá, sạc em cắm thử này. Chiếc này thì có hiển thị phần trăm pin luôn này. Khi cắm sạc nha là có biểu tượng cái phích màu đỏ đang sáng này. Và pin đang ở mức 40%. Đó. Cái nắp chụp bảo vệ này. Chiếc này có 4 lưỡi nhá. Thì có một cái lưỡi để cắt râu dài và 3 cái để cạo sát. Ngoài ra thì mặt sau này nó là một cái tăng đơ bé, tăng đơ phụ ở đây. Đó. Nó sẽ có hai nấc gạt lên, các bác gạt lên cho em nấc lốc này là khóa, nó sẽ khóa cái cổ này lại này. Còn không ấy thì cái cổ này sẽ quay được gần như là 360 độ. Đây nhá. Ngang này. Trước sau này. Đó, nhún nữa này. Đó, thì con này ấy, cạo rất là bám, rất là sướng. Đây. Min Japan nhá. Đời 2010 thôi. Nhưng mà con này gần như là rất là ít sử dụng nha các bác nhá. Các bác nhìn con máy này. Đó. Hàng này là hàng đi máy bay về các bác nhá. Hàng em mua tuyển chọn ở bên kia đấy. Cho nên là toàn những con đẹp thôi. Thấy không? Cực đẹp luôn. Khi mà tháo cái đầu ra để vệ sinh máy này, các bác bóp cho em cái đen đen này lại này. Bóp hai bên nhá. Bóp nó lại. Đó, bóp nó lại. Dao này. Đây là cái màng này. Cái màng cạo của nó này. Đó. Pin thì bọn này đều rất là tốt nhá. Riêng máy cạo râu Nhật thì pin của nó thì cực bền. Các bác không phải lo. Còn sau bán hàng thì bên em sẽ nói chung là đầy đủ phụ kiện như thế nha các bác hết. Sau này các bác sử dụng nhá. Pin sẵn để thay. Có mỗi cái này là đắt nhất này. Đấy, pin thì có tầm độ hơn 200.000 đến 300.000 thôi. Nhưng mà cái màng này, nguyên cái màng này nó vào khoảng tầm độ 800-900.000 rồi. Con 4 lưỡi này. Cái con 3 lưỡi thì nó vào khoảng tầm 600. Còn con 5 lưỡi là hơn 1 triệu. Đó. Bình thường nó rất là bền nhá. Chỉ có khi nào mà các bác không may các bác làm rơi, các bác va quẹt vào đâu nó sẽ rách. Đó. Còn bình thường rất là bền. Bình thường thì ít khi nó hỏng lắm. Em chưa gặp con nào mà nó hỏng cái đấy cả. Con dao này thì nó thật luôn thì các bác dùng hết đời. Đấy. Em chưa thấy con nào bảo máy Nhật mà bảo dao nó cùn. Chưa thấy con nào như vậy. Bật này. Máy sẽ rất là êm. Hiển thị phần trăm pin luôn. Tắt đi này. Nút ở dưới nha, gạt lên là sẽ khóa cái này lại không ấn được. Đó. Bật thì gạt nó xuống rồi bật. Này là cái tăng đơ này. Đó. Thi thoảng tra dầu thì các bác tra dầu vào đây cho em. Cái lưỡi dao tăng đơ là một này. Và cái cắt râu dài ở trên đây là hai. Đó. Lúc ngày vệ sinh ấy, thì các bác tháo này ra này. Các bác lấy cái bàn chải, các bác chải chải vào đây. Chải sạch đi. Cái này nữa này. Còn nếu mà không ấy, các bác cầm ra mấy cái chỗ tiệm sửa xe, cái chỗ mà nó có cái súng hơi xì khô ấy, súng xịt ấy, các bác tháo ra này. Các bác xịt vài phát sạch bong. Đấy, rồi tra dầu vào. Ở nhà em thì em hay dùng cái này để vệ sinh này. Cho nó nhanh. Nó dập cái bẫy. Xịt thẳng vào đây, tháo ra xịt ở bên trong nữa. Sau đó lấy cái súng xì khô các bác xịt sạch bong tinh tít luôn. Quá đẹp luôn. Đó. Đó, túi đựng nó như thế này. Xách vở đây. Ok các bác nhé.